Hôm nay thì có một anh ấy phản hồi tôi một cái thông tin rất là vui. Anh ấy tuổi Tuất, tôi nhớ tuổi Tuất rồi. Tuổi Tuất thì anh này ở Hà Nội. Anh này thì nhờ tôi khai quang cho một cái kim bài khai vận. Thì anh ấy chia sẻ là sau khi nhận được cái kim bài khai vận thì tự nhiên là cái hôm đấy anh ấy có một cái món nợ nhé, mà từ năm 2016. Đấy, 2016 thì đến nay là 6 năm rồi. Thì tự nhiên là trong ngày hôm nhận được kim bài khai vận thì người ta điện đến để mà người ta lấy cái số tiền nợ mà bao nhiêu năm nay không đòi được, thì tự nhiên lại như vậy. Thế thì rất là hay đúng không? Đấy, rất là hay. Tôi nghĩ rằng đây không phải là cái sự trùng hợp, mà đây là có một cái gì đó, là khi mà mình mang bên mình những cái kim bài mà có năng lượng thì sẽ hỗ trợ trực tiếp cho vận trình của mình. Anh ấy rất là vui ý. Anh còn quay cả video anh gửi lại cho tôi. Đấy, quay cả video gửi lại. Đấy, rất là tuyệt vời. Anh này tên là anh Đông Min ở Hà Nội, tức là vừa mới nhận được kim bài khai vận nhá. Đấy, kim bài khai vận thì tự nhiên là cái món nợ mà 6 năm mà người ta không trả mà tự nhiên nhận được kim bài nó trả. Các bạn thấy có video đấy, rất là video. Anh ấy cực kỳ là vui hôm nay. Đấy, anh ấy làm video để mà chia sẻ cho bao nhiêu người trong cái trang của anh ấy. Đấy, rất là video.